Người xin cầu cho linh hồn Maria, người cầu bình an. Người cầu cho linh hồn an bình minh Teresa. Hai người xin cầu cho linh hồn Maria. Một người cầu cho linh hồn an bình minh hồn Maria. Một người cầu cho linh hồn an tôn và cầu bình an cho gia đình. Một người cầu cho linh hồn an bình. Hai người cầu cho linh hồn Maria. Và đặc biệt trong cái đêm hôm nay, chúng ta dâng cầu nguyện cho linh hồn an bình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiệp của Chúa Thánh Thần, ơn của tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội chúng ta vinh vào buổi chay thánh qua cử chỉ làm phép mài sức cho lên lòng để tỏ lòng ăn năn sám hối tất cả lỗi lầm của chúng ta. Đặc tính của mùa chay là mùa cầu nguyện, sám hối, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Trong những lễ này chúng ta cũng góp một chút phần nho nhỏ của mình để thể hiện tấm lòng khoan thai trong mùa chay và nghi thức sám hối của mùa chay này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay ngắm mình để bước vào một tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc cố để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện diện cùng Chúa hiện nhất với thần để muôn mùa muôn đời. Và kinh thánh ngôn ngữ Gioan: đây là thánh ngôn của Đức Chúa. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết van nan, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm dần và giàu tình thương, người hối tiếc vì đã giáng hòa, biết đâu người chẳng nghĩ lại và hối tiếc, mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ cưới điều. Dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Phái lúc đồ và bà Sion ra lệnh giữ trai thành, công bố mở cuộc họp long trọng, hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi, cũng như trẻ thơ còn đang ngủ. Tân lang hãy ra khỏi văn phòng, tân nương hãy rời khỏi phòng khuê. Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: lạy Đức Chúa, xin đủ lòng thương xót cho Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã, và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Thầy bảo rằng anh em
lắm. Và trao quả nha, đấng sống rất riêng chuyện đó sẽ là bạn cho ai. Rồi khi anh trai nhau sẽ làm một rồng rưỡi như một đầm nước trà. Chúng đồng cho ra về tiểu thẳng, để xin hạt thấy là chúng con trai. Thầy và bạn thấy em chúng đã được phần thưởng rồi. Còn ai chưa anh trai nên trần mặt nó sạch tại đầu nó sơ. Để không mơ thấy là ai anh trai ngoại trừ trao của anh em vẫn hiện diện nơi thiên đàng. Và trao của anh dẫn thấu trước những gì chúng ta sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Ba ngày sau nó mới nhả hết trên bờ.
bái. Thưa quý ông quý bà anh chị em, hôm nay lễ cho và ý nghĩa lễ cho giảng hội đặt bài tiên tri Jonah do anh trong thánh lễ cho hôm nay để nhắc nhở các mọi người tiếng kêu nóng nồng của giáo hội đang kêu mời anh chị em hãy bước vào. Và bước vào rồi thì thực hiện cái gì? Cái chủ nguồn, cái giáo hội không? Là chúng ta hãy cải tà quy chính, cải tà tội chỗ, ăn năn sám hối, nghĩ lại đi. Quá khứ thì vậy, bây giờ và những ngày sắp đây, cuộc sống sau này đây nó phải làm gì? Trước hết 40 đêm ngày Chúa vào trong hoang địa cầu nguyện ăn chay ăn mình, vậy mà quỷ còn sơ đó, còn đến cám dỗ đấy. Vậy thì người giáo dục chúng ta sống ở trần gian, nhất là xã hội chúng ta đang sống này, chúng ta phải làm gì? Phải bước vào mùa này trong tinh thần cầu nguyện ăn chay ăn mình như Chúa dạy trong bài phúc âm hôm nay, là hãy làm công việc bác ái từ thiện, nghĩ mình nghĩ đến người, để rồi hết thảy là chúng ta trở nên lòng Chúa thương xót, con Chúa thương xót. Cho nên bài phúc hôm nay nói mạnh đến vấn đề yêu thương. Yêu thương ở đây phải hiểu được rằng yêu thương những người nghèo khổ, làm mọi việc bác ái. Nhưng muốn vậy thì mình phải có tinh thần đã. Tinh thần ấy là phải ăn chay hám mình, tinh thần ấy là phải cầu nguyện, tinh thần ấy là phải có tinh thần bác ái. Ăn chay thế nào, cầu nguyện thế nào, làm phúc cho ai phải có chất lượng. Có nghĩa là mình làm vì mình với họ, nại vì Chúa mà làm những việc tốt lành này một cách âm thầm tín đạo. Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt hết mọi sự, chẳng những khi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện như thế nào mới thấu đến Chúa, chứ không thì mất thời gian vô ích mà không có chất lượng. Giúp đỡ người ta làm sao? Phải làm việc bên này không cho bên kia biết, nghĩa là làm việc bên phải đừng cho bên trái biết. Hay là chúng ta ăn chay, nghĩa là chay lòng chúng ta là chính, chứ không phải vì miệng thì hay cũng vì bát cơm mà ở đây muốn hạn chế, để kêu gọi chúng ta hạn chế cho mình, để rồi chúng ta cho người. Đấy là cách Chúa muốn dạy chúng ta quên mình đi. Bởi vì mình là cách gì đâu mà tôn lên, tôn mình lên, bồi dưỡng cho nó quá đà, rồi đi đến cái chỗ quên cả, quên Chúa, quên nhau. Vì vậy với mùa trái thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta bước vào và cùng nhau bước vào. Mà đã vào rồi thì vào làm gì? Ấy là phải suy nghĩ, vì chúng ta là người lỗi lầm, chúng ta là kẻ có tội. Vì vậy hãy đến với Chúa trong tinh thần sám hối,
sám hối ở đất này hiểu rằng chúng ta quá là về thời gian rồi, mà cũng quá là về chất lượng của thời gian quá rồi, mà có được gì có gì không, đấy là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Vì chúng ta lẽ ra là không còn trong mặt chúng rồi, nhưng mà lòng Chúa thương xót chúng ta, cho nên mới kêu gọi chúng ta quay lại đi thì gặp tôi, quay lại đi thì được hưởng nước tôi, ấy là nước thiên đàng. Và ngược lại, cố tình không nghe ai, nhất là giáo hội là mẹ rất yêu thương chúng ta, không mất mất muốn mất một người con nào, thì kêu gọi toàn thể như vậy để chân thành. Chúng ta hãy mất trước chân thành đi đi mê, mà thể hiện lên hôm nay bỏ rau lên đầu, biết mình là do là bụt, sớm muộn thì cũng trở về phù với cho mà thôi. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước danh Thiên Chúa và khiêm tốn xin người giám phúc cho chúng ta để cử hành cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn và tha thứ cho kẻ khiếm ăn tâm, xin nghe lời chúng con cần nguyện và một tay giác cũng cho hết thầy chúng con sắp nhận cho này, để chúng con tiên thể dư bốn mươi ngày chay thanh và nhờ do được tinh tinh tuyền xứng đáng cứ thành bầu nhiệm vườn hoa của Đức Kitô một Chúa đứng thẳng sống và hiến sinh muôn đời.
gian phạt, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Lạy Chúa, chúng con long trọng dâng lên Chúa, lên lễ đầu mùa chay thánh này, xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn sám hối và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chính được mọi tính khen tật xấu. Nhờ đó chúng con được sạch tội và biết học xuất sáng thông thuận cùng khổ nạn của Đức Kitô. Đấng hằng sống và nhiên trì muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
khi cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho người thân của chúng ta. Chúa ơi, cùng anh chị em.